Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Tất cả sức mạnh của vũ trụ là bên trong bạn. Bạn có biết chúng ta có bao nhiêu sức mạnh bằng cách kết nối trường năng lượng và các cơ thể của chúng ta với dòng chảy của sinh lực vũ trụ hay không? Dòng sông năng lượng này bốc lên từ đất mẹ thông qua chúng ta, kết nối cơ thể xác thịt con người của chúng ta với bản thân cao hơn của chúng ta. Và sức mạnh là sức mạnh ánh sáng của tình yêu. Nó là một và cùng một năng lượng tạo nên tất cả sự sáng tạo, di chuyển trong chúng ta và tất cả xung quanh chúng ta. Nó là vô cùng, mãi mãi, vô biên, không có định lượng cho nó. Vì nó là tất cả. Một khi bạn nhận thức được sự thật về con người của bạn, về quyền lực của bạn, về việc bạn được yêu mến và dõi theo đến mức nào, bạn sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Tuy nhiên, tâm trí có điều kiện của con người phải tạo không sợ hãi và phải học ý nghĩa thực sự của sự tin tưởng. Tin tưởng là từ bỏ quyền kiểm soát. Loại sức mạnh đó, nếu bộc phát bên trong một người không có đức tính khiêm tốn ở nền tảng của họ là cực kỳ nguy hiểm. Do đó, thanh lọc trái tim và tâm trí của chúng ta là một bước thiết yếu để nhận được sự kích hoạt ánh sáng này, để chúng ta có thể hướng hành động của mình phù hợp với vũ trụ. Một khi bạn nhận được sự kích hoạt như vậy rất quan trọng để duy trì một thực hành tâm linh hàng ngày, để giữ cho bạn phù hợp với bản ngã cao hơn, với dòng chảy của vũ trụ, để bạn có thể phát triển hơn nữa và đi sâu hơn vào bản thân. Khi bạn tạo dựng cuộc sống của mình từ chỗ sợ hãi, từ bản thân bị tổn thương, cuộc sống bạn tạo ra không bền vững, cuối cùng nó sẽ vỡ vụn. Nền tảng phải là tình yêu, đó là con đường ánh sáng và sự thật. Con đường của trái tim dẫn bạn trở lại sự hợp nhất. Bạn càng có nhiều nhận thức, bạn càng nhận ra rằng không có con đường sai lầm, vì cuối cùng tất cả nước đều dẫn đến đại dương lớn. Thậm chí nhiều năm lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự sẽ đưa bạn trở lại sự thật của mình. Hoặc bạn được giải phóng khỏi cơ thể trở lại ánh sáng. Bạn không bao giờ bị bỏ rơi, bạn không bao giờ cô đơn. Bạn luôn được vũ trụ yêu thương và đồng hành cùng những người yêu thương bạn và muốn điều tốt nhất cho bạn. Khi bạn cảm thấy đơn độc, bị từ chối, bị tổn thương và đầy tuyệt vọng, hãy biết rằng bạn đang ở một nơi mà bạn có thể sử dụng những gì bạn đã học cho đến nay. Với một tư duy mạnh mẽ và tích cực, hãy giữ cho thân hình cân đối, thuận theo tự nhiên, tạo niềm tin và tiếp tục bước đi trên con đường hẹp. Nếu bạn mất niềm tin và rơi vào trạng thái ý thức của nạn nhân, bạn sẽ trải qua cảm giác giống như một vòng xoáy hủy diệt đi xuống. Bạn luôn luôn có một sự lựa chọn. Nếu bạn giữ vững niềm tin và thực hành những gì bạn biết là đúng, bạn sẽ tiếp tục phát triển con người thật của mình, và điều này đòi hỏi một sự kiên trì rất lớn. Những giai đoạn khó khăn và thử thách này đã được một vũ trụ yêu thương đặt vào con đường của bạn để củng cố bạn. Bạn sẽ tìm ra những gì bạn được tạo ra trong những giai đoạn thử thách này. Nếu bạn bị vỡ và rơi, bạn sẽ phải tự lắp ráp lại thành một phiên bản tốt hơn và có thể mất một khoảng thời gian. Một khi một phiên bản mới xuất hiện, bạn sẽ biết sức mạnh của mình toát ra từ trung tâm con người bạn. Và đây sẽ là sức mạnh của bạn. Đó là quá trình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, đặc biệt là trong việc kiểm soát cuộc sống của mình. Đó là tất cả cho bạn, ngay cả những điều thực sự đau đớn và khó khăn. Một khi bạn bước ra đầu kia của đường hầm tái sinh, bạn có thể tôn vinh ánh sáng của chính mình, vì bạn khẳng định sức mạnh của mình. Cuộc sống và mọi thứ diễn ra trong đó là tất cả dành cho bạn. Tình yêu là tất cả, nó là động lực hướng dẫn sự trưởng thành của bạn trở lại nơi toàn vẹn này. Hầu hết chúng ta đều bị ngắt kết nối
khỏi dòng sông năng lượng sống này. Khi điều đó xảy ra, luân xa gốc của bạn đang đóng lại và bạn có thể cảm thấy sợ hãi, lo lắng và có cảm giác thiếu thốn. Bạn cần đưa nhận thức của bạn đến luân xa gốc của bạn, ở xương cục và đáy chậu của bạn, nơi giữa hậu môn và cơ quan sinh dục của bạn. Bây giờ, chỉ cần hoàn toàn thư giãn toàn bộ khu vực đó, bao gồm cả chân và thở, tiếp tục làm mềm và mở khu vực đó. Bây giờ hãy tưởng tượng dòng sông ánh sáng từ Đức Mẹ đi lên cơ thể bạn với ánh sáng hồng, ấm áp tràn ngập vào từng tế bào. Hít vào, cho phép nó chảy lên qua xương chậu, lưng dưới, bụng, lưng, ngực, lưng trên, cổ họng, đầu và ra khỏi đỉnh đầu của bạn đến tận trái tim của vũ trụ. Hãy tiếp tục thở khi bạn hòa vào dòng chảy của năng lượng sức sống toàn cầu chạy qua bạn. Thư giãn, hít thở và hình dung điều này xảy ra trong cơ thể bạn. Đừng nghĩ về nó và sau đó chỉ cần thư giãn và trải nghiệm nó bằng cách cảm nhận nó. Đây cũng là một bài tập tốt để thực hiện khi nằm xuống với cánh tay và chân của bạn mở rộng. Thực hành điều này hàng ngày. Đây là năng lượng làm hoạt động cơ thể của bạn và nuôi dưỡng, cung cấp toàn bộ hệ thống của bạn. Khi bạn không có mối liên hệ này, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cơ thể bạn ốm yếu, tâm trí bạn ốm yếu và kết quả là bệnh tật. Bạn có thể ăn tất cả các loại thực phẩm tốt nhất, uống nước tốt nhất, bổ sung tất cả các loại vitamin phù hợp. Nhưng nguồn năng lượng số 1 của sức sống, sức khỏe và hạnh phúc là nguồn năng lượng chảy qua bạn. Hơi thở di chuyển năng lượng trong bạn. Hãy thở sâu bằng bụng, vào và thở ra bằng mũi. Khi bạn chỉ sống từ cái đầu của mình, bạn đang cố gắng tự mình kiểm soát mọi thứ, bởi vì nó bị giới hạn bởi nhận thức của con người cũng như nhận thức sai lầm. Khi bạn kết nối với dòng chảy, bạn đã buông bỏ quyền kiểm soát và tin tưởng vào vũ trụ sẽ hướng dẫn bạn. Đây là cách bạn tạo ra từ trái tim cho những gì cao nhất và hết mình để phát huy hết tiềm năng của bạn. Dành thời gian để trau dồi kết nối này. Hãy từ bỏ việc cố gắng kiểm soát. Bằng cách kết nối với dòng chảy vũ trụ, bạn có thể đồng tạo ra cuộc sống tuyệt vời của mình thông qua trí tuệ, sức mạnh và trực giác. Đồng thời có tất cả trí thông minh và sức mạnh từ vũ trụ hỗ trợ bạn. Đôi khi tuyệt vọng nhất, bạn lại tỏa sáng nhất, bởi vì trong những khoảnh khắc này, bạn đã đến điểm đầu hàng. Điều này xảy ra khi bạn nhận ra rằng bất cứ điều gì bạn chống lại đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn chấp nhận sự thật này từ một quan điểm được trao quyền, chứ không phải là một nạn nhân, bạn có thể rút ra sức mạnh chỉ đơn giản bằng cách buông bỏ cuộc đấu tranh, ngừng phản kháng và chấp nhận sự bất lực của bạn để kiểm soát tình hình. Tình yêu là sức mạnh di chuyển toàn bộ vũ trụ. Tình yêu là sự quan tâm và chia sẻ. Tình yêu là sự bao dung và thấu hiểu. Nó không chỉ là một cảm xúc và nó luôn có sẵn đối với bạn nếu bạn chạm vào nó. Bằng cách ưu tiên tình yêu trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ thu hút nhiều hơn nó cho mình từ vũ trụ. Khi bạn bày tỏ lòng biết ơn, thế giới sẽ tự nhiên dịu lại và tươi sáng hơn đối với bạn. Có một điều gì đó mạnh mẽ về việc thực sự biết ơn vũ trụ. Khi điều này được hướng vào bên trong, nó có thể trở nên siêu việt. Hãy biết ơn vì những ân sủng nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn được hỗ trợ. Bạn càng thể hiện lòng biết ơn, cuộc sống của bạn sẽ càng mở rộng mối quan hệ với vũ trụ và lòng tin sẽ phát triển. Bạn càng lắng nghe tâm trí của chính mình, bạn sẽ càng nhận ra vai trò của nó trong cuộc sống của bạn. Nhiều cạm bẫy của cuộc đời chúng ta bắt đầu từ đó. Khi bạn học cách tin tưởng và hợp tác với vũ trụ, bạn phải vượt qua những giới hạn bên trong này. Thiền định đặc biệt hữu ích để nâng cao nhận thức về bản thân của bạn. Khi thực hành thiền của bạn phát triển, bạn có thể nhận thấy bản chất nghịch hành của các ý nghĩ. Bằng cách tự mình xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực này, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu tin tưởng hơn. Điều này xuất phát từ nhận thức rằng nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của bạn được tổ chức
và tận hưởng thông qua một lực lượng lớn hơn bạn. Hãy tập trung vào quá trình tự phát triển và vũ trụ sẽ lo phần còn lại. Trực giác của bạn là một hệ thống hướng dẫn bên trong cho cuộc sống của bạn, vì nó đến từ một phần cao hơn, tinh tế hơn trong ý thức của bạn, nên nó thường bị bỏ qua, không nghe thấy hoặc bị hiểu sai. Phần này của con người bạn được tìm thấy trong sự tĩnh lặng của thiền định và giấc ngủ sâu. Trong khi tỉnh táo, bạn có thể nghe thấy nó trong không gian yên tĩnh của tâm trí hoặc trong những khoảnh khắc nhận thức ngắn ngủi. Tầm quan trọng của trực giác không thể được phóng đại. Sự hướng dẫn này đến từ bên trong linh hồn và được liên kết trực tiếp với phần còn lại của vũ trụ. Hãy lắng nghe nó, giống như tâm trí của bạn thành thạo trong việc điều khiển các nhiệm vụ của bạn, thì tâm hồn cũng có thể điều hướng các mặt phẳng cao hơn, quan trọng hơn của cuộc sống. Đây là một cuộc trò chuyện bên trong, dẫn đến việc sống một cuộc sống của niềm tin và tình yêu phổ quát. Hãy dành chút thời gian để ý xem ánh sáng mặt trời chiếu vào không gian sống của bạn sẽ đẹp như thế nào. Hãy dành thời gian để cảm nhận trọn vẹn bữa ăn ngon mà bạn có, nhai kỹ và nếm một cách tỉnh táo. Những lần xuất hiện nhỏ và thường không được chú ý là vũ trụ cho bạn thấy lòng tốt và tình yêu thương. Hãy chú ý ngay cả những thứ nhỏ nhất có thể đi theo cách của bạn hoặc rơi vào đúng vị trí chỉ dành cho bạn. Để loại bỏ mối bận tâm về sự kiểm soát của bạn, hãy cho phép bản thân cảm nhận được sự an toàn của những dự định của vũ trụ đối với bạn. Mặc dù có thể có những yếu tố không tốt đối với cuộc sống, nhưng nhìn chung, nó vô cùng lành tính đối với bạn. Điều chỉnh bản thân để nhận thức này và để nó hiển thị nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Nhìn vào những nguyên tắc thống nhất trong cuộc sống của bạn để biết được con người thật của bạn. Xây dựng nhận thức về bản thân như một người đang trải nghiệm. Bạn là trải nghiệm toàn diện. Thực sự quan tâm đến bạn là ai, bạn làm gì, bạn sống như thế nào, sức khỏe, gia đình và công việc của bạn. Điều này không nhằm mục đích thao túng, phân tích hoặc phụ trách những phần này trong cuộc sống của bạn. Ý định ở đây là hưởng thụ và học tập một cách thụ động. Sự sợ hãi và tìm kiếm sự kiểm soát của bạn nảy sinh từ mối quan tâm về điều chưa biết. Tương tác với thế giới nhiều hơn để cảm thấy thoải mái hơn. Điều này có thể cho bạn trải nghiệm cuộc sống cá nhân của bạn cũng như bức tranh toàn cầu rộng lớn hơn. Hãy thử nhìn cuộc sống cũng như con người mình từ những góc độ khác nhau và đón nhận tất cả. Hành động mạnh mẽ này có thể mang lại sự hài hòa và tin tưởng vào nhận thức của bạn, đồng thời giải phóng mong muốn kiểm soát mọi thứ của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.